Tập 7. Không ngờ lại vượt qua được kiểm tra nói dối. Tôi thấy nên đưa hắn thẳng tới bộ tư lệnh xử tử. Không phải Yamada nói phải thả dây dài câu cá lớn sao? Tôi là gì suy nghĩ cho bộ điều tra. Sự việc này đồn ra ngoài rất là mất mặt. Cái gì cũng để một mình anh nói hết. Bộ tình báo là trung tâm tình báo của Mãng Châu. Đối với nhân viên tình nghi chỉ được giết nhầm, không được bỏ sót. Bộ trưởng Nakamura, anh thấy sao? Không làm phiền hai người phí công nữa. Hiện giờ bộ điều tra vẫn do tôi làm chủ. Bộ trưởng Nakamura, anh có ý gì? Yamada, anh làm bên điều tra, tôi là giám định tình báo. Vấn đề của phần tài liệu này chính là ở mục đích của nó. Nếu như muốn chứng minh mục đích giả phản bội của Hàn Sơn là gì, hai người đừng quên, không lâu trước đó còn có người muốn nổ chết Hàn Sơn. Tuy hiện giờ không thể giết Hàn Sơn, nhưng tôi muốn từ từ điều tra. Cho dù Hàn Sơn phản bội là thật hay giả, giữ hắn lại có lẽ có thể nhất tiễn song điêu. Yamada, ý kiến của anh thì sao? Nếu bộ trưởng Nakamura đã có quyết định, tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Nhưng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ Hàn Sơn. Nếu thật sự hắn là cộng sản đảng, vậy thì hắn sẽ chết chắc. Bộ trưởng, chuyện tôi dặn dò cô đã nhớ kỹ chưa? Vâng. Hiện giờ đầu óc của hắn chưa tỉnh táo. Nhớ kỹ, phải ghi lại từng câu mà hắn nói. Tại sao phải bắt tôi làm chuyện này? Bởi vì cô không phải là một cô gái bình thường. Xe kéo lại hỏng rồi. Hôm nay cô không thể bắt xe của tôi rồi. Có sao không?
Hàng tiên sinh, ăn chút cháo đi. Cô nhìn bộ dạng của tôi mà ăn được sao? Cảm ơn. Anh không mệt sao? Có chuyện gì rồi? Hàng Sơn hiện nay đang chữa trị ở bệnh viện. Chưa có kết quả điều tra Hàng Sơn sao? Hiện giờ có vẻ chứng cứ vẫn chưa xác thực. Hơn nữa, có lẽ Nakamura cố ý lợi dụng Hàng Sơn làm lưỡi câu của người Nhật. Ý của anh là họ lợi dụng Hàng Sơn để đưa tình báo giả cho Liên Xô. Trí tưởng tượng của anh cũng phong phú thật. Hiện giờ tôi không rõ tình hình cụ thể. Tôi lo đêm dài lắm mộng. Tôi hiểu người Nhật. Trừ khử Hàng Sơn chỉ là chuyện sớm muộn. Hàng Sơn không phải dạng dừa. Không trừ khử hắn, sớm muộn cũng bị hắn cắn ngược trở lại. Lý tiên sinh, chân kia của anh cũng bị gãy rồi sao? Đây là gì? Bài báo kết hôn năm Dân Quốc 20 của Hàng Sơn. Lúc đó hắn tên Quan Úc Đạt. Sao thế? Cuối cùng tôi đã biết tại sao chú Khôn lại nôn nóng muốn trừ khử Hàng Sơn như thế. Sao thế? Người phụ nữ đó bây giờ sống ở Tân Kinh, là bạn của chú Khôn. Cao tiên sinh, cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn nhé. Tử Quân, Phương tiên sinh. Cảm ơn. Phương tiên sinh, thời gian này phải cảm ơn anh. Tôi đến để trả tiền cho anh. Không vội. Gần đây trong tiệm làm ăn khấm khá, có dư giả chút đỉnh. Anh cầm đi. Thật đấy, cảm ơn nhé. Cô xem, nhà cô đông người thế kia, tôi lại không thiếu tiền. Tôi xin nhận tấm lòng của anh. Tôi đi lấy máy ảnh cho cô. Vào nhà ngồi chút đi. Thôi, tôi ở đây chờ anh. Cảm ơn nhé. Tử Quân, sắc mặt của cô vẫn không tốt cho lắm. Kỳ Kỳ vẫn chưa dọn về nhà sao? Chưa. Gần đây việc ở xưởng phim Mãn Châu khá nhiều. Tôi còn không tìm được con bé. Tôi biết con bé ghét tôi tiếp cận cô. Không sao hết. Không phải. Anh nghĩ nhiều rồi. Chuyện này không liên quan tới anh. Thật đấy. Phải. Tôi đã làm xong thủ tục nhập học trường quân sự cho Tiểu Toàn rồi. Thật ra tôi rất lo cho Tiểu Toàn. Tuổi nó còn nhỏ. Tử Quân, chúng ta nói rồi mà. Phải. Bây giờ chỉ có cách này thôi. Có gì tôi nói với nó.
Được. Nếu không còn chuyện gì thì tôi về trước nhé. Được rồi. Cảm ơn. Vậy tôi đi nhé. Đi thông thả. Chú Khôn, chú đưa cháu tới trường quân sự Mãn Châu thật sao? Chú đã làm xong tất cả thủ tục ghi danh cho cháu rồi. Ngày mai lúc kiểm tra sức khỏe, nếu có người hỏi chuyện bị thương thì nói trên đường tới vịnh Nam Hà bị thổ phỉ bắn. Tiểu Toàn, cháu biết động vật ở trên đời này, tại sao con người sống có ý nghĩa nhất không? Bởi vì con người có đầu óc. Chú Khôn, có phải chú muốn nói sau này chuyện gì cũng phải động não hay không? Chị dâu của cháu từng bảo chú phải không? Chị ấy suốt ngày ở bên tai lảm nhảm chuyện này. Chú biết cháu có chí khí, chờ cháu tốt nghiệp chú sẽ tìm cách đưa cháu tới biên quan. Vậy đến khi đó cháu có thể đánh quân Nhật phải không? Có khi nào chú gạt cháu đâu? Để cho rừng còn xanh, sợ gì không có củi đốt, hiểu chưa? Câu này chị dâu cháu cũng là chị dâu cháu nói đấy. Cháu hiểu rồi chú Khôn. Tiểu Toàn, cháu xem hình của chị cháu y hệt tranh Tết vậy, xinh thật đấy. Cháu làm gì vậy, thằng nhóc này? Thím Tiêu, bây giờ có rất nhiều người đang mắng chị cháu đấy. Thím không biết sao, quay phim giúp người Nhật, cháu không có người chị như thế. Mắng kỳ kỳ gì chứ? Có nói thím cũng không hiểu. Sao thím không hiểu chứ? Coi này, cháu không xem phim thì thôi, tờ báo đang yên lành, cháu xé làm gì? Chị ta là hán gian tuyên truyền bán nước, không có chí khí nên mới làm chuyện này. Kỳ kỳ bán nước? Kỳ kỳ bán nước sao? Tiểu Toàn, đừng nói khó nghe như thế. Chị em còn nói sẽ về để tiễn em đó. Tốt nhất đừng về. Chị dâu, sao em thấy em mặc bộ đồ này nhìn sao cũng không vừa mắt. Mặc quần áo không quan trọng, quan trọng là trong trái tim em. Hơn nữa, trang phục kiến trúc của người Nhật đều bắt chước theo người Trung Quốc chúng ta. Thật sao? Nhớ kỹ lời của chú Khôn, chờ sau khi em tốt nghiệp sẽ đưa em tới biên quan. Chị dâu, chị yên tâm, em phải noi theo Hoài Âm Hầu Hàn Tín. Em không tin người Trung Quốc chúng ta không có ngày trở mình. Đừng gây sự nhé, đừng để chị lo lắng. Yên tâm đi chị dâu, em lớn thế này rồi. Phương tiên sinh, chú Khôn, cháu tưởng chú không tới chứ. Chú không tới mà được sao? Tiểu Toàn nhớ nhé, đến đó chăm chỉ học hành, đừng để chị dâu lo lắng. Sao hai người nói giống nhau như thế? Cháu khiến mọi người lo lắng vậy sao? Thằng nhóc này. Thím Tiêu, thím dặn dò cháu thêm đi. Tập hợp. Nghĩ. Đến rồi, đến rồi. Nghiêm. Bên phải, thẳng. Đằng trước, thẳng. Bên phải, quay. Bước đều, bước.
Bảo trọng nhé Tiểu Toàn. Bảo trọng nhé. Đi đi. Chị dâu. Kỳ Kỳ, sao giờ em mới tới? Hôm nay phim mới của em mở họp báo, em về không kịp. Không sao, về là tốt rồi. Tiểu Toàn đâu? Mới đi rồi. Tiểu Toàn. Tiểu Toàn. Tôi cũng qua đó nhé. Đi đi. Tôi hy vọng Tiểu Toàn đừng gây thêm quả gì nữa. Thằng bé đã khôn lớn rồi, đừng lo lắng quá. Tiểu Toàn. Tiểu Toàn. Chị đến làm gì? Chị mang đồ ăn cho em. Cầm đi, đều là món em thích đấy. Em không cần. Em sao vậy? Giờ chị kiếm được tiền rồi, cố gắng học hành. Tốt nghiệp xong, chị lập gia đình cho em. Nhớ kỹ nhé, đừng gây quả ở trường quân sự. Đi đi, em nói không cần, chị không nghe sao? Em làm sao thế? Chị cứ tiếp tục quay phim xấu hổ của chị đi. Em nói ai thế? Em nói chị tiếp tục quay phim xấu hổ của chị đi. Tiếp tục làm hắn gian của chị đi. Tránh ra. Nói gì thì nói, thằng nhóc này cũng khôn lớn rồi, chắc chắn có tiền đồ. Tôi không cần nó làm nên trò trống gì, chỉ cần nó đừng gây quả, bình an trở về là được rồi. Phương tiên sinh, chuyện của Tiểu Toàn phải cảm ơn anh. Cô xem, một mình tôi ở Mãn Châu, mọi người là người thân nhất của tôi, đừng khách sáo. Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ. Tôi đi xem Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, vô lương tâm. Kỳ Kỳ, không quan tâm em nữa. Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, Tiểu Toàn lại chọc giận em sao? Em có lỗi gì với nó chứ? Hồi còn nhỏ đồ ngon gì, em cũng không nỡ ăn để dành cho nó. Ngày đông nó lạnh cống chân, em đã ôm chân để sưởi ấm cho nó. Kem đánh răng chỉ mua được ở chợ đêm, em không nỡ dùng, hôm nay mang tới cho nó. Chị nói xem nó nói gì chứ. Được rồi, đừng giận nữa. Thím Tiêu, thím làm việc đi. Kỳ Kỳ, có một chuyện chị luôn muốn nói với em. Chuyện gì? Vào nhà đi. Kỳ Kỳ, em đừng tới xưởng phim Mãn Châu làm việc nữa được không? Tại sao thế? Với danh lợi quá loạn. Hơn nữa phim mà xưởng phim Mãn Châu quay đều là ca tụng công đức của người Nhật, đúng không? Em nghe lời chị khuyên đi, chị dâu. Em cảm ơn chị làm tất cả vì cái nhà này, nhưng em xin chị, kể từ hôm nay đừng xen vào cuộc sống của em nữa. Chị sống của chị, em sống của em. Em đừng quên cha em, anh trai em. Họ đều em không quên. Nhưng dù em hận người Nhật thì họ cũng không sống lại. Kỳ Kỳ, sao em lại trở nên như vậy chứ? Em không thay đổi. Thay đổi là xã hội. Hiện giờ có khí phách, không ai coi ra gì. Không có tiền mới bị người ta coi thường. Em không thể chỉ biết có tiền. Được rồi, không muốn nghe chị dạy dỗ nữa. Ngồi xuống. Em tiếp tục như vậy sẽ trở thành hán gian thôi. Hán gian. Hiện giờ Mãn Châu đều là thiên hạ của người Nhật, đến hoàng thượng cũng là hán gian, em còn sợ gì chứ? Chị muốn đánh em sao? Chị đánh đi. Chị dâu,
sau này em không về nhà nữa. Bắt công hán gian như em làm mất mặt các người. Chú Khôn, chú tìm tôi. Lý tiên sinh gần đây có hành động gì mới không? Không có. Sao thế? Phía Trùng Khánh có hồi đáp gì không? Bây giờ cục diện đã rất rõ ràng rồi. Tổ chức Cộng sản và Đảng Cộng sản Mãn Châu luôn liên lạc với nhau. Đảng Quốc cần chú. Chú Khôn, cha tôi luôn cho rằng tương lai chú tươi sáng rộng mở. Chẳng lẽ chú dự định ở Đông Bắc tiếp tục lặng lẽ như thế này sao? Chắc chú biết thói quen của ông chủ đới, không góp sức cho tôi tức là vô dụng. Cô tham gia lớp đặc huấn năm nào? Năm Dân Quốc thứ 23. Cô tưởng tôi già thật sao? Chú Khôn, bác sĩ nói Hàn Sơn sắp xuất viện rồi. Anh định sắp xếp công việc cho hắn như thế nào? Phục hồi chức vụ, như thế mới không để hắn nghi ngờ. Sau này tình báo Liên Xô qua tay hắn ta đều phải sắp xếp kiểm tra hai lần nghiêm ngặt. Hội nghị tham mưu quân Quan Đông cũng không để hắn tham gia nữa. Tôi đồng ý. Vào đi. Bộ trưởng Nakamura, lại có tiến triển mới. Nói đi. Nói. Người của Thanh Bang đã xác nhận rồi. Người phụ nữ trong hình tên Đàm Tử Quân, sống ở Tân Kinh, mở một tiệm tạp hóa. Tên tiệm tạp hóa là Đạt Quân. Thế giới này nhỏ thật đấy. Dân, trưởng ban lý, làm việc hiệu quả nhỉ. Không hổ là trợ thủ đắc lực của bộ trưởng Nakamura. Đặc phái viên Yamada, quá khen rồi. Người Trung Quốc có câu nói gọi là phép vua thua lệ làng. Đám côn đồ Thanh Bang có lúc rất là hữu dụng. Được rồi, cậu đi được rồi. Nhưng cậu phải nhớ đặc phái viên Yamada. Anh yên tâm, cậu ấy biết quy tắc của bộ điều tra. Bộ trưởng Nakamura, tôi đi được chưa? Đi đi. Dân, Yamada, tôi thấy gần đây nên cho quý tộc Mãn Châu sự tự do rồi. Nghĩa là sao? Nếu Hàn Sơn thật sự là quan Úc Đạt, vậy thì giá trị của hắn sẽ lớn hơn. Xem ra liều thuốc an thần này hữu dụng thật. Anh ngủ ngon thật đấy. Cô ở đây canh cả đêm sao? Tôi nghe anh nói mớ cả đêm. Tôi đã nói gì? Bây giờ đối với tôi, anh đã không còn bí mật gì nữa. Anh không phát hiện, anh sạch sẽ hơn nhiều rồi sao?
từ đầu đến chân đã lao qua cơ thể anh một lượt rồi. Hôm nay là ngày mấy rồi? Ngày 13. Ngày 13, nghĩa là cách thời gian hẹn gặp mặt của Hàn Sơn và chú cũ đã qua 4 tuần rồi. Bây giờ Hàn Sơn nôn nóng muốn tìm thấy chú cũ. Theo thông lệ, Hàn Sơn đã trở thành một ám tinh, một người không thể tin tưởng nữa. Chuyện gì thế? Bộ trưởng, sở cảnh sát đã điều tra rõ ràng rồi. Bà chủ tiệm tạp hóa Đạt Quân, tên Đàm Tử Quân, người Nam Mãn, sau sự biến Mãn Châu, đã dời đến Tân Kinh. Cô ta chính là người kết hôn với quan Úc Đạt trên trang báo Thịnh Kinh. Giám sát kiểm soát là thế mạnh của sở cảnh sát các cậu. Nhớ kỹ, phải ngoài lỏng trong chặt, đừng để cô ta nhận ra. Dân, tôi sẽ cử người đi làm. Ngoài ra, quan Úc Đạt còn có một em gái là diễn viên của xưởng phim Mãn Châu. Chắc chắn không? Chúng ta từng gặp trên buổi tiệc. Tên cô ta là Quan Úc Kỳ. Nakamura tiên sinh, giới thiệu danh. Hai người này cũng là diễn viên của xưởng phim Mãn Châu. Xin hỏi cô tên gì? Tôi quên tự giới thiệu. Tôi là Quan Úc Kỳ. Mọi người đều gọi tôi là Kỳ Kỳ. Lily thân yêu, vì sự phồn vinh của Đại Đông Á, anh vẫn phải tới Nam Dương. Không, anh muốn đi thật sao? Phải. Nhưng anh đi rồi, sẽ nhớ em biết mấy. Em không muốn anh đi. Em đến Hokkaido chờ anh trước được không? Chờ anh về sẽ có thể bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của chúng ta. Nhưng mà người nhà của anh sao lại chấp nhận một cô gái Mãn Châu chứ? Anh đã cho mẹ anh xem qua ảnh của em. Mẹ rất thích em. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Dẹp hết quan niệm trần đời, dẹp hết giáo hội, dần dần. Quan Kỳ Kỳ, cô đang diễn đó. Người ta đưa cô tới Nhật, cô phải vui chứ. Người ta cưới cô làm vợ Nhật, cô phải vui sướng. Cô thể hiện ra đi. Đám diễn viên Mãn Châu này sao mà ngu thế không biết? Rốt cuộc cô biết đóng phim không thế? Tôi đến làm việc, phiền anh tôn trọng nhân phẩm của tôi. Nhân phẩm sao? Diễn viên như cô có đầy ra, rốt cuộc cô làm được không? Tiên sinh đây, thanh niên trẻ cần rèn luyện. Nếu cô ấy làm gì chưa tốt, anh có thể chỉ cô ấy. Tôi nghĩ anh nên cho cô ấy thêm cơ hội rèn luyện hơn. Anh là ai thế? Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Ai cho anh vào trường quay? Ai cho anh vào trường quay hả? Rủi cổ ra ngoài cho tôi. Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi đang quay phim. Đổi người, đổi người, đổi người. Sao thế? Còn không vui sao? Thực ra tôi cảm thấy cô diễn rất tốt, không kém gì so với diễn viên điện ảnh ở bến Thượng Hải. Anh đừng an ủi tôi nữa. Bộ phim này đã đổi tôi rồi. Tôi e là tới lương căn bản cũng không giữ được. Cô cũng nóng tính nhỉ. Diễn viên lớn nên có cá tính của mình, đúng không? Anh Hồi với tên đạo diễn đó bắt nạt tôi đúng không? Không phải. Sao hôm nay anh tới phim trường? Xưởng phim Mãn Châu do Đường sắt Mãn Châu chúng tôi đầu tư xây dựng. Cổ đông như tôi đến đây xem thử không được sao? Được. Người Nhật các anh muốn đi đâu cũng được. Cô vẫn có thành kiến với người Nhật. Tặng cho cô. Bớt giận đi. Muộn qua kính Phật,
Tôi không thèm. Thế thì tôi hết cách rồi. Nhưng tôi có thể tặng cho cô món quà đặc biệt. Xin lỗi, cô Kỳ Kỳ. Cô Kỳ Kỳ, anh ta đến xin lỗi cô. Cô Kỳ Kỳ nói cô ấy đã tha thứ cho anh rồi. Anh về được rồi. Anh còn việc gì sao? Dân, vai diễn của cô Kỳ Kỳ, tôi đã đổi người rồi. Sao cơ? Không không, tôi muốn cô ấy nghỉ ngơi để đọc kịch bản khác. Tình trạng sức khỏe của cô Kỳ Kỳ rất tốt. Không, tôi đã thông báo với các bộ phận ngày mai khởi quay cảnh ở nhà hát. Tôi định để cô ấy đóng Mina, là nữ hai của phim. Cô Kỳ Kỳ chưa nghe rõ, anh nói lại lần nữa đi. Dân, đạo diễn, tôi nghe rồi. Nữ hai Mina. Tôi không được, tôi không diễn nổi. Không, cô Kỳ Kỳ, tôi thấy cô là diễn viên có tiềm năng nhất. Tôi định lập tức để cô đóng Donnie, một vai diễn thích hợp cho cô. Tôi định để cô Kỳ Kỳ nổi tiếng vang dội ở Mãn Châu. Sao thế cô Kỳ Kỳ? Không vui sao? Sao các anh có thể đối xử với đạo diễn như vậy? Sao thế? Cô cũng đâu có làm gì. Tôi chỉ cho anh ta một tấm danh thiếp mà thôi. Tôi nghe nói anh của cô bị Quân Quang Đông bắn chết. Phải. Tôi cũng có nghe qua. Thế cô còn chấp nhận một người bạn Nhật như tôi không? Con người cũng phải sống. Hơn nữa, đâu phải anh nổ súng bắn chết anh tôi. Bây giờ không phải cả hoàng đế cũng là bạn của người Nhật các anh sao? Cô Kỳ Kỳ nghĩ được như vậy thì thật quý quá. Tuần sau phim mới của xưởng phim Mãn Châu vào buổi công chiếu đầu tiên ở rạp phim Hoa Lệ. Nếu cô có thời gian, chúng ta có thể đi chung. Chắc tôi không rảnh, tôi phải quay phim. Tôi có thể xin nghỉ giúp cô. Anh đừng có xin giúp tôi. Nếu không, đạo diễn đó chưa bị các anh bắn chết, cũng bị anh dọa chết rồi. Xem ra tôi phải thường xuyên qua lại với người của gia đình này rồi. Bộ trưởng, đây chính là chị dâu của diễn viên ở xưởng phim Mãn Châu đó sao? Phải. Nếu anh cần, hoàn toàn có thể đưa về. Hình cụ trong nhà lao sẽ khiến cô ta mở miệng. Anh cần gì tốn công như thế? Đó là cách ngu xuẩn nhất. Hiến báo nói bộ điều tra có nội gián của đảng Cộng sản. Giờ lại lòi ra tên quan Úc Đạt đã chết 8 năm. Tôi cảm thấy Hàng Sơn không phải quan Úc Đạt. Quan Úc Đạt sớm đã chết tới một xương rồi. Quan Úc Đạt còn sống hay không không quan trọng. Quan trọng là Hàng Sơn là kẻ như thế nào. Nếu Hàng Sơn thật sự là quan Úc Đạt, thế thì chúng ta nhất định phải bắt tay từ người nhà hắn ta, đúng không? Dân, chẳng lẽ không đúng sao? Người nhà của tôi đều chết trong tay Liên Xô. Tôi hiểu rõ thù hận chỉ có thể làm tăng ý chí của con người.
huống hồ tôi khác với người của tỉnh lục quân. Nếu Hàng Sơn thật sự là quan Úc Đạt, như vậy hắn sẽ là một con dao hai lưỡi. Lúc cần có thể để hắn đưa tình báo giả cho người Liên Xô, đến lúc đó sẽ khiến Hồng quân biên giới Mãn Xô thất bại hoàn toàn. Hàng Sơn còn người nhà, nếu đã nằm trong tầm kiểm soát thì không cần sử dụng bạo lực. Cậu có biết tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con là âm thanh chói tai nhất trên đời. Lục Tử, mang số hàng này dời đến nhà kho số 6 đi. Chú ý, đừng để lẫn số hàng này đấy. Dân, mau đi đi. Vẫn chưa có tin của Hàng Sơn sao? 2 tuần trước, sau khi anh ta gửi tình báo vận chuyển súng dân sự trên toa xe chữ A thì mất liên lạc. Tôi cho rằng cần phải báo với Tư lệnh Triệu từ bỏ hành động cướp buôn quả lần này. Hiện giờ tổ chức đã mất liên lạc với anh ta, có thể anh ta bị lộ rồi. Mạo hiểm hành động quá nguy hiểm. Chú thấy sao, chú cũ? Tôi chưa từng nghi ngờ cậu ta. Tôi lôi cậu ấy từ đống người chết. Tôi hiểu cậu ấy. Nhưng Hàng Sơn đã 2 lần không liên lạc theo thời gian đã hẹn rồi. Tôi cũng từng làm nội gián quân thống. Chúng tôi đều biết là đối với một nhân viên tình báo, mất đi liên lạc có ý nghĩa gì. Tâm trạng của chú tôi có thể hiểu. Nói câu thật lòng, bây giờ anh ta sống chết chưa rõ, trong lòng tôi rất sốt ruột. Cách nhà quân quả số 27 bốc hàng vẫn còn thời gian, chúng ta chờ thêm đi. Chú cũ, tôi khuyên chú không nên chờ. Chú cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây. Lần này Hàng Sơn tới Tân Kinh là tổ chức lần đầu hợp tác quốc tế. Cấp trên đang suy nghĩ khôi phục quan hệ với tổ chức. Tôi mà đi, cái tên đó không nói rõ ràng được. Chú cũ, bảo đảm an toàn cho các đồng chí là quan trọng nhất. Hàng Sơn là chuyên gia tình báo Diễn Đông. Tùy tiện một tình báo mà cậu ta tung ra đủ để người Nhật điều tra nửa năm rồi. Hơn nữa cậu ta cũng không ngu tới nỗi khai ra ông lão nửa chân bước vào quan tài như tôi chứ. Đối với người Nhật, tôi không hề quan trọng. Chú cũ, cậu xem, hàng đều ở đây rồi. Gió thổi không ngã, mưa dầm không ướt. Chuyện gì? Bến đò phía Nam giao tới một lô hàng, nói là không thể chất ở bên ngoài. Nhưng chúng ta hết kho hàng rồi. Vậy thì không nhận. Người ta cầm công văn của đường sắt Mãn Châu, chúng ta không thể đắc tội. Đi, đi xem thử. Chú cũ, lục soát. Tôi tăng thêm 6% tiền công. Tối nay cử thêm vài người canh trước cửa. Chúng tôi tạm thời tiếp quản nhà kho này.
chỗ cậu có hàng của đường sắt Mãn Châu chấp thuận, sao không trữ vào kho hàng của quan chức? Kiếm tiền của ông đi, bớt lo chuyện bao đồng. Chú Cũ, điện thoại chú reo kìa. Đến ngay, đến ngay. Khoan đã. Alo, ai vậy? Chú Cũ. Tôi là chủ nhân lô hàng 2572. Hôm nay trùng hợp tôi ở trước cửa kho hàng của chú, gặp được ông chủ trước kia làm thủy sản ở Trùng Khánh, và anh ta cũng là khách hàng của chú.